Marty Limbeck hiện đang sinh sống cùng gia đình tại vùng Berkshire, phía tây London. Bà có tới 36 người bạn đồng hành, đó là những chú chuột. Đàn chuột của bà thuộc giống Na Uy, hiện có 9 con trưởng thành và 27 con nhỏ. Tôi bắt đầu nuôi chuột kể từ khi trở thành nhà văn. Tuy nhiên, tôi lại không muốn cho mọi người biết vì lúc đó vẫn còn nhiều định kiến. Tôi thực sự rất yêu quý loài vật này. Bà Limbeck kể rằng vì chuột nhỏ nên chúng không chiếm diện tích để nuôi. Ngoài ra, chúng là loài động vật thông minh và có thể dạy để làm trò. Nữ nhà văn này là một thành viên của tổ chức National Fancy Rat Society nhằm khuyến khích nuôi chuột làm thú cưng và tổ chức các cuộc thi về chuột. Ngoài Limbeck thì những người nổi tiếng như Paris Hilton, John Cleese và Angelina Jolie đều có nuôi chuột làm thú cưng.